Chào mừng các em đến với kênh Thầy Liêm. Trong bài giảng hôm nay, Thầy sẽ hướng dẫn các em môn địa lý lớp 5, bài số 4 nha. Trong lúc xem bài giảng của Thầy Liêm, nếu các em thấy quảng cáo, các em xem hết quảng cáo giúp Thầy Liêm để Thầy có thêm kinh phí làm nhiều bài giảng cho các em xem nha. Giờ mình sẽ qua bài giảng hôm nay, bài số 4, sông Ngòi. Nước ta có mạng lưới sông Ngòi dày đặc. Nước ta có hàng nghìn con sông lớn nhỏ, phân bố dọc khắp trên cả nước. Các sông lớn ở miền Bắc gồm có sông Hồng, sông Đà và sông Thái Bình. Ở miền Nam thì mình có sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai. Sông ở miền Trung thường nhỏ, ngắn và rốc. Lớn hơn cả là sông Mã, sông Cả và sông Rà Rạch. Giờ tiếp theo mình sẽ có hai câu hỏi. Trên hình 1 các con sông đã được nêu ở trên bảng. Vì sao sông ở miền Trung ngắn và rốc? Và bây giờ mình sẽ xem cái hình 1 và mình chỉ những con sông đã nêu trên bài như vậy, gồm có sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai, sông Mã, sông Cả và sông Đà Lạt. Mình sẽ xem hình 1 và mình sẽ chỉ. Như vậy đây là hình 1 của mình. Khi mình xem được đồ thì mình xem bằng chú giải chứ nha. Như vậy là này là biểu tượng, này là sông hoặc là hồ, sông hồ, sông hoặc là hồ nhé. Đây là biểu tượng, này là nhà máy thủy điện. Còn đây là tên của nhà máy thủy điện nhé. Như vậy từ trên xuống dưới thì mình thấy có sông Lô đúng không? Sông Hồng, sông Đà, sông Mã, sông Cả, sông Thái Bình đúng không? Sông Ranh, sông Đà Rằng đúng không? Sông Tiêu Bồn này, sông Đồng Nai, sông Tiền và sông Hậu đúng không? Mình có hồ Dầu Tiếng. Thủy điện thì mình có thủy điện Trị An, Gia Ly, thủy điện Hòa Bình và thủy điện Thác Bà đúng không? Giờ sau đó mình sẽ trả lời câu hỏi là người ta hỏi là vì sao sông ở miền Trung ngắn và rốc. Mình sẽ trả lời như thế này nhé. Sông ở miền Trung thường ngắn và rốc vì lãnh thổ miền Trung hẹp về chiều ngang đúng không? Nơi hẹp nhất là không quá 50 km. Sông chảy trên khu vực địa hình hẹp và rốc, từ vùng đồi núi ở phía tây, nhiều rãnh núi đâm ngang ra biển, qua vùng đồng bằng nhỏ hẹp ở giữa và độ khẳng ra biển ở biển ở phía đông đúng không? Như vậy mình trả lời là do cái lãnh thổ miền Trung hẹp về bề ngang, nơi hẹp nhất chỉ có 50 km, sông chảy trong khu vực địa hình hẹp và dốc từ vùng đồi núi ở phía tây, nhiều dãy núi đâm ngang ra biển đúng không? Qua đồng bằng nhỏ hẹp ở giữa và độ khẳng ra biển luôn. Giờ tiếp theo phần bài giảng. Hang nhỏ. Sông Ngòi ở nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa. Vào mùa mưa thì nước sông dâng lên rất là nhanh chóng, có khi là tràn ngập cả hai bờ luôn, gây ngập lũ lụt. Vào mùa khô thì nước sông hạ thấp xuống, làm sông chơi ra những bãi kém hoặc là sỏi đá. Vì mùa lũ thì sông nước thường rất đục và có chứa nhiều phù sa. Tiếp theo là một câu hỏi. Người ta hỏi là nước sông lên xuống hai mùa có những ảnh hưởng gì tới đời sống và sản xuất của nhân dân ta. Như vậy mình trả lời câu hỏi này nha. Như vậy là nước sông của nước ta sẽ chia làm hai mùa rõ rệt, đó là mùa lũ và mùa kẹt. Nước sông lên xuống hai mùa có ảnh hưởng lớn đến đời sống và sản xuất của nhân dân ta. Mùa mưa thì sẽ gây lũ lụt đúng nè, gây ngập úng nè, gây rất là nhiều thiệt hại lớn đến sản xuất và sinh hoạt của người dân. Và mùa khô thì sẽ gây thiếu nước cho sản xuất và sinh hoạt của người dân đúng không? Giờ như vậy mình trả lời xong câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng, phần bài nhỏ, vai trò của sông Ngòi. Vai trò của sông Ngòi. Sông Ngòi bồi đắp nên nhiều đồng bằng, cung cấp nước cho sản xuất và đời sống của nhân dân. Sông Ngòi còn là đường giao thông quan trọng, nguồn thủy điện lớn và cho ta nhiều thủy sản. Giờ tiếp theo là hai câu hỏi. Đồng bằng Bắc Bộ và đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp? Và chỉ trên hình 1 vị trí của nhà máy thủy điện Hòa Bình, nhà máy thủy điện Gia Ly và nhà máy thủy điện Trị An nhé. Giờ như vậy mình thấy là ở đây người ta cho mình xem hai cái hình. Hình số 2 là mình thấy là sông mùa lũ nước dâng rất là cao đúng không? Cây cối mọc rất là nhiều. Còn mùa cạn thì cạn khô đáy,
có một số mình thấy, một số động mình thấy cả bờ sông chưa cơ bãi kết cho luôn, đúng. Giờ như vậy mình sẽ trả lời hai câu hỏi trên. Người ta hỏi là đồng bằng Bắc Bộ, đồng bằng Nam Bộ do những sông nào bồi đắp, thì mình trả lời là đồng bằng Bắc Bộ do sông Hồng và sông Thái Bình bồi đắp, còn đồng bằng Nam Bộ thì do sông Đồng Nai, sông Tiền và sông Hậu bồi đắp. Giờ tiếp theo mình sẽ chỉ vị trí của nhà máy thủy điện Hòa Bình, Gia Ly và chị em. Như vậy mình thấy là nhà máy thủy điện Hòa Bình thì ở nằm trên sông Đà, nhà máy thủy điện Gia Ly thì ở Tây Nguyên, còn nhà máy thủy điện chị em thì ở trên sông Đồng Nai, đúng không? Giờ bây giờ mình xem hình một, mình sẽ chỉ là vị trí chính xác của nó nha. Giờ mình trở lại hình một thì nhà máy thủy điện Thác Bà ở đây, nhà máy thủy điện Hòa Bình ở đây, đúng không? Nhà máy thủy điện Gia Ly thì nằm ở đây, nhà máy chị thủy điện Chị An thì nằm ở đây, mình chỉ đúng vị trí luôn, đúng không? Mình trả lời xong hai câu hỏi, mình sẽ tiếp phần bài giảng. Như vậy nội dung chính hôm nay sẽ là nước ta có mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhưng mà ở sông lớn, sông của nước ta có lượng nước thay đổi theo mùa và có nhiều phù sa nhé. Sông ngòi có vai trò quan trọng đối với sản xuất và đời sống của nhân dân nhé. Như vậy là mình xong phần chất phần lý thuyết, mình sẽ qua phần câu hỏi nhé. Câu hỏi 1, nêu tên và chỉ trên bản đồ một số sông nước ta. Như vậy mình sẽ trả lời câu số 1 nhé. Một số sông nước ta như là sông Hồng, sông Đà, sông Thái Bình, sông Tiền, sông Hậu, sông Đồng Nai, sông Kẻ, sông Mã và sông Đà Rằng. Chỉ thì mình sẽ nhìn trên bản đồ mình chỉ, đúng không? Giờ như vậy mình sẽ xem là cái hình 7.1 của mình chỉ vị trí các con sông cho mọi người xem, đúng không? Như vậy mình thấy là sông Hồng, sông Đà, sông Mã, sông Thái Bình, sông Kẻ và sông Rên. Sông Đà Rằng, sông Đồng Nai, sông Tiền, sông Hậu, đúng không? Mình chỉ vị trí của các sông. Xong câu số 1 nha. Mình sẽ qua tiếp câu số 2. Sông ngòi nước ta có đặc điểm gì? Giờ như vậy mình trả lời câu số 2 nha. Đặc điểm của sông ngòi nước ta là mạng lưới sông ngòi dày đặc, nhiều nước nhưng mà ít sông lớn. Lượng nước thay đổi theo mùa, mùa mưa, mùa lũ thì nước nhiều, còn mùa khô thì nước rất là ít. Nhiều phù sa. Sông ngòi chảy theo hai hướng chính là hướng Tây Bắc, Đông Nam và có hướng vòng cung. Tiếp theo là câu số 3. Câu số 3, người ta kêu mình quan sát một con sông ở địa phương của em. Nếu có, nếu mình nhìn ở địa phương mình có con sông nào thì mình quan sát con sông đó, xem nó có những đặc điểm gì, nhận xét về con sông đó, nước sạch hay là nước bạc, và cho biết tại sao như vậy. Câu trả lời này thì mình sẽ tùy thuộc vào địa phương mình có sông, và mình sẽ quan sát xem sông nó như thế nào thì mình trả lời nha. Như vậy là nếu mà mình thấy sông nước sạch đó, thì do là nước ở đó ít phù sa, nước con sông nó ít phù sa, có thể do lượng mưa mưa ít. Còn nếu mình thấy con sông nó nước nó đục thì mình trong nước chứa rất là nhiều phù sa, có thể do lượng mưa nhiều mang theo nhiều vật liệu chảy theo dòng sông, đúng không? Giờ như vậy mình xong bài giảng hôm nay. Như vậy là thầy vừa hướng dẫn các em môn 3 địa lý lớp 5 bài số 4. Nếu các em thấy thầy giảng gì thì bấm nút thích, chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Và em nào chưa đăng ký kênh thầy Liêm, bấm nút đăng ký, bấm chuông để xem những bài giảng mới nhất của thầy Liêm nhé. Thầy chúc các em học tốt, tạm biệt các em nhé.